Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Những loại thực phẩm giúp giải độc và quét sạch độc tố trong phổi. Thưa quý vị và các bạn, phổi là bộ phận quan trọng và ngày càng bị tác động xấu khiến độc tố gia tăng. Vì vậy, việc thanh lọc giải độc là rất cần thiết. Nếu chúng ta biết cách làm sạch phổi sẽ cải thiện khả năng hô hấp của phổi, giảm nguy cơ ung thư phổi và các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh là điều rất cần thiết cho một cuộc sống khỏe mạnh. Trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị những thực phẩm giúp giải độc tốt cho phổi. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Táo chứa flavonoid và nhiều loại vitamin, chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C giúp duy trì hệ miễn dịch và hệ hô hấp khỏe mạnh. Khi chúng ta có chức năng hô hấp khỏe mạnh, có thể phòng và ngăn ngừa các bệnh về phổi một cách tự nhiên. Cần tây, sự cân bằng các chất hóa học và điện giải như natri và magie được cho là một trong những yếu tố quan trọng giải độc cơ thể. Cần tây là một nguồn giàu natri hữu cơ giúp loại bỏ carbon dioxide từ cơ thể tốt hơn. Do đó, cần tây có lợi cho người bị hen suyễn. Vì vậy, nên thêm nước ép cần tây tươi vào chế độ dinh dưỡng vì nước ép cần tây chứa hàm lượng cao vitamin C giúp giảm viêm ở phổi. Cà rốt. Trong cà rốt có vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene có thể cải thiện sức khỏe phổi và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ một vài củ cà rốt trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi khoảng 50%. Tỏi. Tỏi có thể điều trị và ngăn ngừa một số bệnh bao gồm tăng huyết áp, cholesterol máu cao, đái tháo đường và các bệnh về đường hô hấp. Gia vị này có thể dễ dàng thêm vào bất kỳ bữa ăn yêu thích của bạn để tăng hương vị món ăn và còn tốt cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu, những người ăn tỏi sống tối thiểu 2 lần một tuần giảm 44% nguy cơ mắc ung thư phổi. Gừng. Gừng có các chất dinh dưỡng và các hợp chất hoạt tính sinh học cải thiện sức khỏe và chống lại bệnh tật. Nhai một mẩu gừng nhỏ mỗi khi bạn bắt đầu dùng bữa ăn có lợi ích cho sức khỏe. Gừng sẽ giúp tiêu hóa và cũng giúp bạn làm sạch các độc tố ra khỏi cơ thể. Thực phẩm có thể là một vũ khí hiệu quả chống lại các bệnh phổi. Sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất cần thiết cũng có thể dẫn đến bệnh phổi. Ngoài việc sử dụng các thực phẩm để tăng cường miễn dịch chống lại các bệnh về phổi, hãy bảo vệ môi trường của bạn đang sống, đảm bảo môi trường không khói bụi, nhất là khói thuốc lá, không ô nhiễm không khí sẽ giúp phổi luôn trong lành và làm tròn vai trò hô hấp cung cấp oxy cho cơ thể. Thực phẩm chứa vitamin C là tất cả các loại quả họ cam quýt như cam, chanh là chất chống oxy hóa đầy quyền năng. Thực phẩm chứa carotenoid. Carotenoid rất quan trọng cho sức khỏe của phổi, là loại chất chống oxy hóa có khả năng giảm nguy cơ ung thư phổi tốt nhất. Nó cũng rất tốt cho bệnh nhân bị hen vì giúp họ giảm đau. Thực phẩm chứa magie. Magie là loại khoáng chất tốt cho bệnh nhân hen, làm tăng dung tích phổi để nhận được nhiều oxy hơn. Những thực phẩm giàu magie là các loại hạt, đậu, bơ, chuối, cá và quả khô. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số cách đơn giản giúp bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi sau khi ăn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.